biệt phủ Yên Bái và tài sản bất minh là bài viết đáng chú ý được đăng trên trang nhất và trang 2 báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Kết luận thanh tra vụ biệt phủ của ông Phạm Sĩ Quý, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đã được công bố. Thế nhưng hai câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa được làm rõ: nguồn gốc tài sản ấy ở đâu ra và xử lý chúng như thế nào? Hai câu hỏi này không chỉ dành cho biệt phủ của ông Quý. Những vấn đề trên được tác giả Chân Luận đặt ra trong cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Nếu quan chức có biệt phủ, tài sản không tương xứng với thu nhập, phải mất chức thì chắc chắn không ai dám bất minh. Đó là quan điểm được tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định. Trang 4 báo Hà Nội Mới có bài nâng cao nhận thức về phòng chống mua bán người. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, từ năm 2011 đến nay, cả nước xảy ra gần 3.000 vụ mua bán người với gần 6.000 nạn nhân. Tình trạng mua bán người diễn ra phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố, nhất là ở các tỉnh giáp biên giới. Do vậy, để phòng chống mua bán người, các cơ quan chức năng cần đưa ra các giải pháp ngăn chặn từ gốc, trong đó đặc biệt là nâng cao nhận thức của mỗi người dân về vấn đề này thông qua công tác truyền thông. Việc truyền thông nên tập trung ở các địa bàn có trình độ dân trí thấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và lấy các vụ án thực tế để tuyên truyền. Mười năm trước, phương án đưa suất ăn vào giá vé từng được ngành đường sắt thực hiện nhưng phải dừng lại vì không hiệu quả. Giờ đây các đơn vị thuộc ngành này lại quyết định theo phương án cũ khiến nhiều người lo ngại đi vào vết xe đổ. Đó là nội dung chính bài lại đưa suất ăn vào giá vé tàu trên trang 5 báo Tuổi Trẻ. Theo kế hoạch, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, hai công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn và Hà Nội sẽ phối hợp với công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất thí điểm đưa suất ăn theo tiêu chuẩn hàng không lên tàu. Thay cho việc nấu ăn trên tàu như hiện nay, với giá đề xuất ban đầu, suất ăn chính 35.000 đồng, suất ăn phụ 25.000 đồng một phần. Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã xác nhận điều này. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra: hành khách sẽ được lợi gì trong việc gộp suất ăn vào giá vé hay lại phải chịu thiệt thòi khi không có nhu cầu ăn cũng phải mua vé tàu với giá cao? Chất lượng dạy và học ngoại ngữ chưa đạt yêu cầu là một trong những hạn chế được chỉ ra tại báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 với nguồn kinh phí đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng được triển khai từ nhiều năm nay, nhưng các trường vẫn loay hoay với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục. Vấn đề này được nêu trong bài Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ vẫn đang loay hoay trên trang nhất và trang 7 báo Hà Nội Mới. Tác giả thống nhất phân tích có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên, nhưng chủ yếu do thiếu trang thiết bị phục vụ giảng dạy và không đủ lượng giáo viên đạt chuẩn theo yêu cầu. Dự án công viên trái cây Cái Bè Tiền Giang đang gây lo ngại cho người dân hai bên bờ sông Tiền và cả các nhà khoa học với bài dự án công viên lấn thô bạo sông Tiền trên trang nhất và trang 2. Nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ nêu thực trạng khoảng nửa năm nay, người dân hai huyện Cai Lậy và Cái Bè tỉnh Tiền Giang đặc biệt chú ý đến một dự án lấn sông nằm tiếp giáp giữa sông Tiền và sông Cái Bè. Dự án được nhiều người nhắc đến đó chính là dự án công viên trái cây huyện Cái Bè, hiện đang được thi công 800 m bờ kè. Không ít ý kiến của các chuyên gia lo ngại công trình này sẽ làm thay đổi dòng chảy và gây sạt lở bên phía Cù Lao Tân Phong, huyện Cai Lậy. Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang khẳng định sẽ chỉ đạo khắc phục nếu tình trạng sạt lở xảy ra.